Theo tin của hãng thông tấn UPI, cơ quan điều hành thực phẩm và dược phẩm Mỹ, gọi tắt là FDA, gửi thư cảnh cáo 4 công ty về việc đưa ra các quảng cáo thuốc có cần sa để ngăn ngừa hay chữa trị ung thư. FDA gửi thư đến các công ty hiện đang bán thuốc trái phép trên thị trường, trong đó có chứa chất Canon hay gọi tắt là CBD, là một chất hóa học trong cần sa và không được FDA chấp thuận trong bất cứ loại thuốc nào và trong bất cứ trường hợp nào. Người đứng đầu FDA là bác sĩ Scott Gombert cho hay, các chất có chứa cần sa sẽ được xem giống như là bất kỳ các chất nào khác trong các quảng cáo không được kiểm chứng về khả năng thu nhỏ bú ung thư. Cơ quan FDA cho hay họ phải có biện pháp ngăn ngừa tình trạng quảng cáo thuốc trị ung thư mà không thể kiểm chứng vì hiện tượng này càng có nhiều phương cách điều trị ung thư hiệu quả. Nếu để cho các công ty bán các sản phẩm không thể kiểm chứng về sự hữu hiệu ra thị trường, thì điều này sẽ khiến nhiều bệnh nhân không dùng các sản phẩm từng được chứng nghiệm hiệu quả trong việc chống ung thư và có thể kéo dài đời sống của họ